thân niên trong sớm không làm ai thương cả. Lên làm mà ngồi làm quên năng luôn. Cũng là ai làm cũng cố gắng đi về lượm biển. Là có mấy chị gái đó. Rồi mua mấy cua về đồ ăn một mái cho nó đi qua một mái. Là mẹ em gửi cho em cái mấy cua. Tôi lắm, ai thương cả. Khổ rồi. Chào, trong xóm ai nói chào, mừng già mừng leo coi mà hứng xuống ăn buổi trưa. Vì hoàn cảnh bằng thầy rửa bằng buồn cô. Mất ăn mất từ nhớ mất đau. Tinh thần. Hình ảnh người con trai khỏe mạnh, hiền lành, giỏi giang, hiểu nghĩa lại ùa về trong tâm trí. Người mẹ già lại ngân ngẩn nước mắt. Hai mươi năm đã trôi qua, vậy mà quãng thời gian dài dòng ấy cũng không thể xoa dịu nỗi buồn và nỗi xót thương của người mẹ 85 tuổi này khi kể cho chúng tôi nghe về căn bệnh tâm thần không rõ nguyên nhân của con trai. Không phải cứ đi lang thang nữa nè, có tội người nữ cho vài chục người khác, vài chục mình dùng lại được 8 mà cái bạc 5.000 mà bực kính á. Bà lên coi bực sĩ, lên coi chỗ nợ bực sĩ sổ ra mà đếm. Tôi có lấy 5 cái mũi cơ trong thuyền luôn nè. Ai đi tìm có, anh em đi tìm có. Sao bao giờ cũng ăn bắt được chứ có lúc cả. Cô biết tôi nhỏ con tôi nó sống hơn khi nào. Lúa mãi với cô, các cô là bạn cả. Lo từ đường. Cô bà thì xin quay ông thầy nữa. Khổ lắm. Đi khám 4-5 bác sĩ cũng có cô, chứ có cả. Tôi lo thì cũng có, tôi đi vay đi ở thì sợ lo cho con tôi nha. Bà Tư cũng không thể nhớ nổi bao nhiêu lần bà đã đưa con đi khám, tìm cách chạy chữa bệnh. Chạy vay vay mượn, vợ chồng bà Tư cũng chấp nhận. Vậy mà bệnh tình của anh Hoàng vẫn không hề thuyên giảm. Suốt ngày bỏ đi lang thang. Chúng là từ đảng ủy phường cho đến ủy ban mặt trận phường công tác với là chi bộ chính quyền mặt trận của tổ dân phố đều luôn luôn là hướng về cho mẹ. Tất cả các cái quà đấy là đều giúp đỡ cho mẹ hết. Trong cuộc sống sinh hoạt của mẹ hàng ngày thì tổ dân phố là cần nhất. Thì cuối cùng là có những cái quà, cái lá hoặc cái gì là đều tập trung cho gia đình mẹ. Vì gia đình mẹ là hiện nay rất khó khăn. Thứ nhất là hai vợ chồng già, thứ ba là nuôi một thằng con là điên. Hiện nay là năm trên trăm á, nhưng mà có lúc vừa rồi là cách đây khoảng tháng thì bị đột quỵ về nằm bệnh viện Trung Huế. Tên em cán bộ tôi ở đây vẫn đi vận động nhân dân là xin tiền để là hỗ trợ cho mẹ 3 triệu để gửi lên chủ để chủ nó đến bệnh viện để chủ uống thuốc á, vì nạp tiền viện phí. Vừa rồi có xin một cái đoàn của sinh viên về làm trực tiếp thì có thể là cho mẹ gạo ăn hàng tháng, một tháng 10 cân. Vì bên có xin một cái chùa ở ngoài chùa Linh Quân Tử cũng tháng cấp cho mẹ 10 cân, được 20 cân. Còn mọi thức ăn, thực phẩm hoặc các cái khoản tiền khác thì khi mẹ khó khăn thì tụi tôi vận động tiếp sức cho gia đình. Con trai đầu của vợ chồng bà Từ mất sớm vì tai biến. Con gái thứ hai lập gia đình có cuộc sống riêng cũng khó khăn trăm bề. Chỉ còn anh Hoàng chăm lo cho ba mẹ già. Với công việc phụ thợ nề, tính tình vốn siêng năng chăm chỉ, anh Hoàng đã từng là chỗ dựa vững chắc cho ba mẹ. Nào ngờ tai họa lại ập tới. Ốm ở chỗ đau mấy năm, ốm năm chỗ,
Còn bà thì bà cứ đi khom đi kiếm từng cái rau thì đổ đi bán. Còn con thì còn một con khổ quá. Còn con thằng thì bị tâm thần ở cái đó. Lâu lâu về là đóng góp tiền đem lên. Rồi là cứ hồi giúp đấy con đi. Đừng đậm như là hồi giúp hết đấy. Đổ đá đó giúp hết. Trước đây là giống như mẹ nó luộc có mấy anh em ở ngoài chỗ công an á, bên công an tỉnh á, nó có hỗ trợ cho mẹ là lọc men và giống như sửa nhà lại cho mẹ. Nói chung tuổi của mẹ thì lao động cũng không có được, nhưng mà ở đây tụi chị cũng phải giúp đỡ, nhưng mà một phần mới đó thôi, không có thể giúp được nhiều được. Nhưng mà cũng xin mọi người là được cùng hỗ trợ cho mẹ được chân mô rồi chân á, để cho mẹ có cái chi phí để sau này mẹ nằm xuống á, đau ốm mà được thôi. Từ ngày con trai đột ngột đổ bệnh, gia đình vợ chồng bà Tư vốn đã khó khăn càng rơi vào tình trạng khánh kiệt. Ông Thần vốn hay đau ốm, mất sức lao động. Bà Tư cũng chỉ bán buôn ít rau trái trong vườn. Cuộc sống chỉ mong sao cho qua ngày đoàn tháng. Thường có ba con bên ngoài nuôi, cho người nhiều ý bởi cho hạn. Cũng tội lắm, lấy hằng cảm ơn rồi đó. Mẹ buồn lắm, về vợ thì ở phần nữa mẹ nắm không cho lấy lắm. Cái bữa nữa sẽ lên về cho về. Lên xin về mửa sàng cho về. Đường về không cho thuộc uống cũng. Không có thuộc đi mua thuộc ngoài lưng có thuộc nữa. Thuộc đúng nữa thôi, mà uống thuộc nữa là quá yên tĩnh. Ăn yên, ngủ yên, cũng thấy có rồi mới nứt ruột. Mẹ mong ước rằng mà cho mẹ sống ít năm nữa mà nuôi sang hoa. Thôi tôi chết cũng có ăn thôi. Những đợt anh Hoàng phải vào điều trị tại bệnh viện tâm thần hay trung tâm bảo trợ xã hội ngày một nhiều hơn. Nỗi nhớ con của người mẹ già lại da diệt hơn theo tháng ngày. Mẹ chỉ mong mẹ vẫn được khỏe mạnh để tiếp tục đợi chờ con trai trở về trong vòng tay yêu thương chăm sóc của mẹ. Mẹ, ngày hôm nay chương trình ngày thăm mẹ thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình khó khăn, bệnh tật của con đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần. Yeah. Ngay bây giờ chương trình có món quà, yeah, mong là sẽ hỗ trợ cho mẹ một phần để điều trị cho con trai, yeah, và lo cho tuổi già của hai ông mẹ. Yeah. Trước hết xin mời cô Yến đại diện cho quỹ nội nhiệm nghĩa tình có món quà gửi đến cho mẹ Tư. Yeah. Xin đại diện cho hội nội nhiệm nghĩa tình trao cho mẹ một món quà gần 14 triệu để mẹ lo cuộc sống của gia đình. Dạ. Dạ, xin cảm ơn cô. Món quà gần 14 triệu đồng này bao gồm cả sự ủng hộ đến từ các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Đó là món quà 1 triệu đồng của Thẩm mỹ viện Nam Phương gửi, dạ, đến mẹ. Món quà của công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế gửi đến cho mẹ 1 triệu, dạ, đồng. Và cuối cùng đó là món quà 1 triệu đồng của công ty cổ phần xây lắp Thừa Thiên Huế gửi đến cho mẹ. Cảm ơn
Và còn đây nữa là 20 kg gạo của bác Hoàng Công Quang ở làng Vân Thê, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy nhờ chương trình chuyển đến cho mẹ. Và cô Quảng Hằng ở Lê Duẩn cũng có một món quà là một bao gạo chuyển đến cho gia đình mẹ. Thì ngay bây giờ khi đón nhận sự chia sẻ đến từ cả nhà hảo tâm, thì con rất muốn biết cái cảm xúc của mẹ lúc này như thế nào. Thôi cũng cảm ơn các cô, các bà. Thôi cực quá, không biết cái cả. Chương trình Hồ Nhân Mở Tên cũng xin chúc mẹ thật nhiều sức khỏe để tiếp tục chăm lo cho con trai bệnh tật. Dạ. Quý vị và các bạn có thể tiếp tục ủng hộ đến cho gia đình của ông Thần và mẹ Tư ở tổ dân phố Chiếc Bi, phường Phú Thường, thành phố Huế, hoặc liên hệ thông qua chương trình Hồ Nhân Mở Tên, phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, số 58 đường Hùng Vương, thành phố Huế. Chương trình Hồ Nhân Mở Tên cũng xin đặc biệt cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, chị em tiểu thương ở chợ Đông Ba, Tây Lộc, An Cừu, Bến Ngự, Nam Đông và A Lưới đã hỗ trợ và chia sẻ về những hoàn cảnh mà chương trình đã phản ánh trong suốt thời gian qua.